Xin chào quý vị khán giả Đồ Gỗ Hoàng Cường, tiếp tục lại giới thiệu sản phẩm đến quý vị khán giả của Đồ Gỗ Hoàng Cường. Trước mắt quý vị là một cái tủ áo nữ hoàng với chất liệu gỗ đỏ 100%, hàng chọn lọc bông vân như quý vị đã nhìn thấy trước mắt này. Đó. Với những chi tiết cực kỳ là bắt mắt và mềm mại uyển chuyển trên cây tủ áo nhé. Ngoài bông vân chọn lọc ra thì những chi tiết mềm mại uyển chuyển chọn lọc này cũng được bên Hoàng Cường gọi là chăm chút rất là kỹ nha quý vị nhé. Đó. Những đường hoa văn hoa lá tây cực kỳ là mềm mại luôn và uyển chuyển, quý vị có thể nhìn thấy này. Rồi ngoài những cái đường chạm chính ở trên nóc tủ ra thì những cánh tủ này mình sẽ chạm những cái viền chỉ tạo điểm nhấn, viền chỉ và hoa giỏ hoa lá tây ở đây nhá quý vị nhá. Cực kỳ là đẹp và sắc nét. Với thông số của chiếc tủ áo này, kích thước của nó bề ngang là 2m2, chiều cao là 2m4 quý vị nhá. Đó, bề ngang 2m2, chiều cao 2m4, chiều sâu là 60, 4 cánh này. Có thể mở ra cho quý vị xem này. 4 cánh, với chất liệu gỗ đỏ 100%, hàng sơn BU này. Khung xương của cánh này 4 phân nha quý vị nhá. Khung xương này 4 phân này. Nó cực kỳ là dày dặn nhá. Ván thì 1/3. Chất liệu là 100% đều là gõ nhá, trước sau đều là gõ hết quý vị. Rồi đấy là hai cánh đấy. Rồi mình sẽ mở cánh bên hông cho quý vị xem. Đó. Thưa quý vị đây, tất cả đều có giá móc đồ áo dài trên này hết nhá, làm cực kỳ là thẩm mỹ luôn. Bên này cũng có. Đó. Bên này luôn. Đó, mình mở ra này, tất cả giá móc đồ luôn nhá, rất là đẹp và thẩm mỹ này. Đó. Sơn BU là trong ngoài sạch sẽ, ở trong này mình sơn BU là sơn láng hết nha quý vị nhá, sơn láng đẹp hết nên quý vị sử dụng lau chùi rất là tiện dụng nhá. Dưới này là một ngăn kéo này, có thể để đồ được, ngăn kéo rất là dài. À, giờ sẽ quay mặt sau cho quý vị khán giả cùng xem này. Đây là toàn bộ mặt sau của cây tủ áo bên cơ sở Hoàng Cường sản xuất ra nha quý vị nhé. Quý vị có thể nhìn thấy này, xương dàn xương là rất cứng cáp và chắc chắn nhé. Mà tủ áo này là tháo rời ra được nhé quý vị nhé, tháo giáp mang lên lầu được nhé. Tháo ra từng ô một. À, quý vị có thể thấy là cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Ok, sơn BU mặt sau sạch đẹp như mặt trước luôn, tất cả trong ngoài. Vừa rồi là thông tin chi tiết toàn bộ sản phẩm tủ áo gõ đỏ bên cơ sở Hoàng Cường báo cho quý khách hàng. Và sau đây mình xin được báo giá trực tiếp sản phẩm này tại cơ sở Hoàng Cường. Với kích thước là 2m2, chiều cao là 2m4, sâu 60. Giá của chiếc tủ áo gõ đỏ này là 40 triệu nha quý vị nhé. Thì quý vị sẽ được miễn phí vận chuyển 100 km toàn khu vực miền Nam. Nhá, tất cả sản phẩm của Đồ Gỗ Hoàng Cường đều chọn lọc bông vân hàng ngàn năm tuổi. Quý vị có thể thấy này, bốn cái chiếc cánh tủ áo này cưa từ một khúc cây cưa ra, vân cực kỳ là đẹp và nổi bật nhá. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video của Đồ Gỗ Hoàng Cường. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.